Rồi, hello cả nhà. Hôm nay đặc biệt là mình đang kèm cho hai mẹ con một bằng lâu năm mà giấu ha. Có một bạn là bằng lâu năm mà giấu, nhưng mà không sao, lâu lắm rồi không lái. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn này sẽ có kỹ năng lái, và đặc biệt lái trong là đường đông đúc giờ cao điểm. Ở thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng gọi là giờ cao điểm hết. Rồi em nghiêng qua trái chút xíu, rồi em đi tiếp. Đúng rồi, thả lỏng cái tay ra, nghiêng lại. Đó, ok. Thủ qua chân thẳng. Đường thành phố là vậy đó, đúng rồi. Rồi buông thẳng ra. Đó thấy không, nãy êm phải không? Nãy mình thắng hơi gấp đúng không? Rồi tiếp tục. Ở đây là xe người ta được phép vô trong nha. Ha, bình thường nha, người ta vượt mình là bình thường nha, chứ không người ta sai. Đó là hai làn đường, không có biển báo phân làn đường thì mình được phép di chuyển vô trong để mình người ta đi qua bên xe mình nếu mình đi chậm. Rồi chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang cùng một bạn nam đó, hướng dẫn cho bạn ấy lần đầu tiên lâu lắm rồi đó, mới ôm được cái xe chạy đó, hơi bị rung chút xíu, không sao cả, thấy không? Chứ mấy em lái nhớ cẩn thận, đừng có rung quá, rung quá là thầy sợ, thấy không? Cứ bình tĩnh. nói chứ căng thẳng lắm, còn cười được không? Ok, còn cười tươi được là mừng rồi đó. Chứ vô mà căng thẳng quá thầy sợ. Không sao, bây giờ nhiệm vụ của mình là phải làm hướng dẫn cho bạn ấy có những kỹ năng hơn và dạng xe hơn đó. Đường thành phố là vậy đó ha. Rồi xong xuôi đến đến chị. Rồi đi tiếp nữa, đặt ra đi, đặt ra cho thầy nữa, điều ra đúng vậy nữa. Rồi để em coi như thế nào, nếu mà trường hợp em sẽ phân ra dù bạn này sẽ lái nhiều hơn chút ha. Nếu mà chị đã ôm xe rồi và cũng lấy ít thì em sẽ cho lấy ít lại chút. Rồi tiếp tục. Bình thường thả lỏng ngó bên trái, đúng rồi, tiếp tục đập ra đó, quan sát tốt lại đó, cái thả lỏng người ra nha. Chưa chị thấy thở oxy đó. Căng thẳng. Trời ơi, cái đường này thôi thầy đi thầy muốn quải rồi đó. Đường thành phố chưa đâu, chút xíu nó mới đúng giờ cao điểm nữa, vui nữa. Vừa căng thẳng vừa chống hơi thầy, hơi cái là nó thở. Đó, cứ thoải mái ra coi thầy, cái bên này lo hỏi gì. Chào, con đặt ra lên cho thầy coi. Mạnh dạng đúng. Rồi là lo mình lý kiến ha, nhưng con cái mình tập trung về phía trước nhiều hơn. Có mấy bạn là hay cứ ngó ra kiến hậu phía sau nhiều lắm. Rồi cứ chậm chậm cái coi khung giờ, cấm đầu ha, cấm dần, rồi cấm bên trái trong khung giờ nào nữa, thấy không? Ây da, anh kia ơi, anh xe tải ơi, anh đi đâu bậy bạ rồi. Rồi em đi, đạp ga lên. Bây giờ cấm hả? Cấm như là không gặp thì thôi, mà phải gặp thì tính. Nãy nó để cái biển báo cấm không ta, 6 giờ đến 22 giờ, cấm bên trái mà. Hôm nay không để ý kỳ. Tốt, ok, tốt. Chụp, đó, êm rồi đó, thấy không? Rồi, buông thẳng ra. Rồi em đạp ra nhẹ. Nó đâu dễ mà, lái xe thôi mà, lái con tay được, lo gì. Hồi xưa học cũng học bằng xe côn nữa. Xe số sàn. Xe số sàn, rồi thủ thắng, rồi gà thắng nhẹ. Nói vậy thôi, cái người ta qua cái mình đi, rồi buông thắng. Nó làm đâu chống chân đâu. Không phải, nhưng mà cũng phải chạy luôn tục, nó phải bạo rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là phải có người hướng dẫn. Rồi, thủ thắng lại vậy. Đúng rồi, buộc thẳng. Quan trọng là các bạn phải văn ôn võ luyện, và đứng nhất nữa, thứ hai nữa là phải có sự luyện tập và sự trau dồi, đi học thêm, làm cái gì cũng làm. Văn ôn võ luyện thì muốn cứng thì phải đi luyện vậy thôi. Mình bỏ tiền ra để mình nâng cao kỹ năng lái để cho nó an toàn. Rồi đi tiếp. Thằng này cũng lấy rồi, mới lấy đây thầy ạ. À chị mới lấy, nhưng mà cháu là nó có trước rồi đúng không? Đúng rồi, lại mới lấy năm ngoái rồi. Nhưng mà cũng chạy ý. Dạ rồi đi tiếp, ngó bên trái kìa, ngó bên trái đúng mà. Dạ em đi, tại bên trái nó đang hướng về mình nhiều ha. Rồi đặt ra nhẹ đó, biết chỗ dặn nhẹ luôn, cỡ nào ok được.
làm bữa nào làm một chuyến đi xa đi Vũng Tàu hay gì nữa là ok luôn, thấy không? Rồi ngõ bên trái nha, hồi nãy á em qua một chút xíu nữa em mới nghiêng qua bên trái, chưa nghiêng sớm nó dưới xe con máy trường heo luôn, tại xe con máy nó quẹo qua vô trường học, nhưng mà nhiều khi dướng xe cái lách cái đầu vô lại phải trường heo nó một khúc, nó làm để người ta lách ra nó không dướng, mình ôm sát quá nó sẽ lách ra cái là dướng liền đó. Là các bạn nhất là trong thành phố nha, có cái gì làm gì làm phải có sự trường heo. Rồi đó, vạch vàng thì cái tay mình với cái vai mình trùng đều sát, em còn hở lắm, càng nhìn cái kiến hở đó, đó đúng rồi, cái tay vai trái với cái vai mình nó đè lên cái vạch vàng, gần đè vạch vàng là đi đẹp, là ngõ kiến anh đi sát sát luôn ha. Rồi hôm nay mình có sự thay đổi, hôm nay là định nghỉ ở nhà, tại hôm qua sinh nhật mệt muốn mệt luôn, thủ thằng đúng tốt giỏi tiếp tục. Nhưng mà con cái thì này có bà chị vẫn kêu hoài luôn, bà không chịu học với ai, bắt buộc phải cũng gắng cố gắng phải thu xếp thời gian phải luyện cho chị và con chị đó để có những kỹ năng. Tại hôm qua em mới sinh nhật á, à, cũng nhiều khi em cũng mệt nên cũng mấy thầy này nói nhà. Cháu nó cũng đi làm thường hay muốn hẹn thầy vào là thứ bảy hoặc chủ nhật. Dạ. Nhưng mà thấy thầy cũng thích điều hoài à, mà bảo thôi thầy hẹn à, hẹn thời gian của thầy ý chứ. Thì hẹn ngày nào là đây là đi được ngày đó chứ không mất. Dạ. Nên bảo thôi thầy hẹn đi, hẹn có thời gian là thầy thu xếp và thầy hẹn. Rồi. Thủ thắng nè, gan thắng nhẹ nhàng nè, cắm về trái khung giờ 6 giờ đến 22 giờ nè, thấy không? Tốt rồi đó, ổn. Rồi, đừng có đầu cao quá. Rồi, thường thường đa số nha, mấy bạn mới là có cái tập là đến là đầu xe lắp bịch trắng thắng lại rồi. Thắng thật kiểu đó mình đâu thấy đèn đâu. Yeah. Mình thắng làm sao mình dừng lại là mình thấy được cái đèn tín hiệu giao thông ha. Rồi đi. Chứ mình không thấy đèn nữa, mình đâu biết đâu cái xe xem đã đi cái bắt trước đi vượt đèn đỏ ha. Rồi đập ra đi. Được. Đúng rồi. Nhiệm vụ của mình là lên xe làm cái gì? Suối đập ga. Đập ga tiếp nữa. Ừ. Đập suối. Chứ đi học đâu cho đập ga đâu. Giờ lên đây đập buộc. Đặc biệt trong đường thành phố là các bạn thấy không? Đó, xe nó băng qua ha. Được, em cứ đi bình thường. Đó, chiều hướng người ta băng ha. Rồi, tiếp tục. Cứ nhìn xa trông rộng thoải mái ra. À, học với đề là thoải mái tốt, cái tâm lý là rất quan trọng các bạn. Ok tốt, rồi đi tiếp. À, thấy xe giờ em thấy không, đâu nhát nữa đâu, lúc đầu thắng cái kịch kéo muốn dằn cơm ra ngoài luôn. Đầu nãy các bạn thấy cái xe đậu bên kia đó, bình tĩnh không, mấy xe đánh lách mình luôn, nó sợ lắm đó. Ngon như đây. Nói chung là các bạn chạy xe ở thành phố giảm lên nè, đó, ở trong thành phố, trong khu dân cư, các bạn cứ đừng có suy nghĩ là lúc nào xe máy nó cũng lũi với mình chạy chế này nọ các kiểu, các bạn đừng có suy nghĩ vậy. Xe lúc nào cũng vậy, tôi đây tôi chạy đây cũng xe tôi bị chạy không? Ở đường thành phố mà các bạn mà giữ cỡ nào giữ. Ê, mấy ông taxi ông xe chạy bấy nhảy hết đó, không? À, cứ bình tĩnh, có mình có làm bảo hiểm hay có cái gì các bạn có thoải mái ra, mình xử lý làm sao đừng va chạm người ta, thấy không? Trong đầu có thoải mái ra, chứ rồi đi thấy xe kia bang qua cái hết hồn này nọ, sợ chạy xe này nọ, một đời mình 3-4 đời nó, thấy không? Đó, rồi gà thắng nè, chứ lý sao nó che khuất tầm nhìn rồi nha. Rồi tiếp tục đi. Đi thẳng lên. Đó. À, mình lựa chọn con đường đông đúc chút xíu, xe đó có chiều hướng về trái ha, bấm kèn nhẹ. Đó, em mở xi nhan phải, rồi nghiêng nhẹ vô, rồi đạp ga tiếp, đạp ga, rồi nghiêng lại bên trái, tắt xi nhan, tiếp tục. Xe đó đâu có xi nhan đâu, mình phải biết nó đang chậm và biết nó rẽ về đâu, đó là đọc những cái tình huống của người ta.
nãy chưa biết ngay mà hết rồi, hết thở oxy rồi, âm thanh nhẹ bớt. gẹo nhỏ hoài trời. Không, với lại em bị thở trống à. Ừ, không sao, nãy thở nhiều mà giờ bớt rồi đó. Đúng rồi, tốt, con lành cành đào rồi, buông thắng nhẹ. Cái đèn này là chớp vàng thôi ha, mình cứ đi thẳng chút xíu thầy chỉ những cái biển báo nha. Ở đây nó không có biển báo cấm vô trong kia, trước khi quẹo một con đường nào đó phải coi cái đầu đường nó có cấm hay không, thấy không, nó đầu đường hoặc là trước cái khi quẹo là nó sẽ có biển báo bên đây nó hướng dẫn cho mình, và vô đầu đường nó đều có biển báo luôn, nên các bạn chú ý nếu mà bạn quên bên đây nhưng mà đầu đường có là các bạn đừng vô nha, nếu cấm ha. Ba nhớ quan sát bên phải. Thấy không? Rồi đi tiếp. Đó, vậy thôi. Có ngã ba ngã tư là mình quan sát bên hai bên. Rồi, nhường cho ông xe ba gác ông ra ông chọt kìa luôn nè. Đó. Rồi, em đi tiếp. Rồi, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách. Đó. Ổn rồi đó. Máy xe kia đi hơi lớn mình luôn, thấy không? Rồi, nghiêm quá nhẹ bên trái chút, đụng rồi. Lý do có xe nó về nha, rồi đạp ra tiếp. Giống như xe máy, cứ nghiêm mạnh dạng nha, nhẹ nhàng nhưng mà phải lý kiến nha. Rồi, thấy cái khung giờ mấy cái biển báo không? Nó cấm đậu, cấm giật. Rồi, em gà thẳng lại bớt, gà thẳng lại bớt, gà thẳng lại bớt, đụng rồi, từ từ thôi. Rồi, em đi tiếp. Đó, rồi, đạp gà lên. Chớm qua rồi mình cần cho tắt ha. Giống như bên trái thì thường là bên trái thì ta đi sớm mình nhấp chớm nhiều tiên. Rồi trời nắng đẹp các bạn, tốt nọ thấy êm không, chị thấy chưa, lúc đầu là do mới thôi. Rồi đi tiếp nữa. Cái quan trọng ngồi phải thấy làm sao cái ngồi cái thầy lái được, lúc mà không có thầy không dám lái cho chết. Đúng rồi, không sao, em đào tạo là lái được hết, tự tin liền. Trời vậy yên tâm đi. Mấy đứa còn trẻ mà lo gì. Không thấy mẹ lái là đây ba lái lẽ mình nhỏ mình mới mạnh gà thẳng nhẹ. Rồi đi tiếp. Trời ơi, ông ngó cái gì, ông giót ghét gì. Rồi đi.
mưa vô dòng xiến mở xi nhanh trái, ông mấy ông này thì rỏi cho đậu ổng đi đi tiếp đặt gà lên, em cứ đi bình thường, ông bóp càng cho ông dít chét vô á, mở xi nhanh trái cho này đi, mở xi nhanh nờ ông dòng xiến mở xi nhanh trái nha, rồi từ từ thôi đó đó thắng. Ông cô bích cô cũng... nãy ông bóp càng này cũng chạy kinh này chạy ẩu này, rồi ngó trái em cứ đi bình thường. Ông muốn vượt của mình đó, mà em muốn vượt mà lại có cái xe máy nó chạy ngang qua nó như thế. Dạ em nhích nhẹ lên, tốt. Đó. Cứ ngó thẳng và ngó trái. Rồi. Cái tay vẫn nghiêng qua bên cái ôm dòng xiển. Rồi, tiếp tục. Rồi, bên trái xong xuôi em ngó bên phải cho thầy, ngó thẳng và ngó phải. Đó. Thấy chưa? Đó. Rồi, mình sẽ là lối cách mạng 8 nha. Rồi, em mở xi nhanh phải. Mở xi nhanh phải, đúng rồi, chính xác. Vào trái ra phải, nha. Trong trong lý thuyết thì đâu bắt buộc vô vô dòng xiến xi nhanh trái đâu, rồi đi tiếp. Em cứ đi bình thường, đúng rồi. Điều. Làm sao xử cái phần đầu xe mình đừng va chạm ta? Đó. Ví dụ dòng xiến thì không bắt buộc mở vô dòng xiến phải mở xi nhanh trái, nhưng mình mở để cho mình an toàn, để biết người ta biết mình đi đâu. Yeah. Đừng có lúc nào đem cuốn sách theo. Cuốn sách này nó không có bên vốn được. Rồi thứ hai nữa, lên núi vậy, lên núi cũng có câu là ở trên nhường dưới. Tôi không có khái niệm đó. Tôi khái niệm là tôi thấy là tôi an toàn, tôi nhường cho người ta. Đó. Mà bữa tôi trên núi tôi xuống mà tôi gặp công kia, tôi sát vách núi rồi. Tôi trên núi, trên ở trên đi xuống, ổng dưới đi lên. Mà bên chỗ ổng có đường trống, ổng không chịu nhường cho mình, ổng đi giống ổng cứ mắt ổng trợn trắng lên, ổng nhìn mình nó giống như là mình đi sai, nó khổ thiệt chứ. Đó là đừng bao giờ để đi theo đem cuốn sách, rồi dừng lại đây, không không đậu lên trên cái vạch người đi bộ, em thắng lợi, em hiểu chưa? Dạ. Đúng không? Đậu ở đây không cán lên vạch người bộ, chừng nào xe đỏ mà nó lên cao nữa mình mới đậu qua cái vạch người bộ. Dạ. Đó. Còn ông kia ông 60 ông lên đậu người đi bộ. Đó đi bộ qua sao? Giờ em đi. Ngày trước học bằng nó rẻ rồi nó mắc ghê ha thầy. Dạ. Ngày trước cho một cô đi học có mấy triệu đó? 7 triệu hay 9 triệu bao nhỉ? 9 triệu. 8,5 triệu lúc trước em coi nha, bên em là nhận 8,5 triệu giờ lên rồi đồng tiền mình mất giá mà. Nhưng mà cái đợt này là nó 20 mấy triệu, nhưng con cái được con cái là mình chạy 810 km mà chạy nhiều thời gian, chạy nhiều tốt cho mình thôi, như vậy là coi như ra chạy là đúng luôn á. Bây giờ vẫn có trường là nó chỉ thu là có 10 mấy triệu à, nhưng con cái là sau này cái vô học xong cái nó sẽ thu thêm cái gọi là đát dt đó, nó không có cộng vô thấy nó rẻ, cuối cùng mấy bạn đăng ký vô thì cộng thêm cái đát nữa nó cũng vậy thôi, thả nào báo trước. Giống như em nhận hồ sơ vậy đó, em hỏi là có gần khu vực của em hay không em mới nhận hồ sơ. Còn xa quá em sẽ giới thiệu một cái trung tâm uy tín an toàn luôn. Chứ em không có cái lợi dụng ai mà chẳng muốn là nhận cái hồ sơ. Đúng không? Nhưng có một cái là cái nào thực tế đâu tốt với Đồng Nai này nọ tự nhiên kêu người ta lên đây học, dưới tỉnh miền Tây tự nhiên kêu người ta lên đây học. Rồi cái công sức người ta đi lên đi xuống nó mệt. Em hỏi là gần khu vực của em mới nhận. Đó. Rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà con cái thì nó ổn định á. Nhưng con cái là phải đi bổ túc thêm. Tại vì thứ nhất là người ta đi 810 cây số nhưng mà không có chạy trên cao tốc, thì bắt buộc người ta sẽ đi ra ngoài đây, người ta luyện thêm nâng cao tay lái, sẽ đi trên cao tốc. Em cho đi cao tốc mà. Thì cái tiếng Vũng Tàu là cái tiếng thích hợp nhất cho mình đi, đầy đủ luôn, có leo núi nữa. Dạ có đầy đủ luôn, quốc lộ 51 nữa. Lộ 51 mà dữ dằn luôn. Hồi xưa học đâu có được đi trường nhiều đâu. Hầu như là học ở trong xa hình không. Đúng rồi, hồi xưa là giảm giá tiền lại đó. Giảm thời gian. Lúc mà đi thi lên trên đó là học
À, cho 2 giờ học học thêm được bỏ đi. Học thêm được 4 tiếng nữa, mình bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ học nữa. Dạ, em nhích lên chút xíu đi. Ờ, cái chân kiến nè, nó nằm trên ngang mép cốp xe đó, thấy không? Cái cốp xe dở lên hay xuống đó, là ngang mép cốp. Còn xe nào nó giống như xe thầy á, thì nằm cửa thì ngang mép cửa, thấy không? Thì xe bằng là khoảng cách nó khoảng là 1 mét mấy. Đến biển số thì nó sáng. Đó, cái canh đầu xe em vậy. Còn giống như là canh cái bạch trắng này nè các bạn. Đó bạch trắng này nè. Đó mình đi vô cái tay trái mình với cái vai nó trùm lên cái bạch trắng này nè. Không? Nó giống như cái bạch vàng á ha. Để đi em đạp ga đi. Đạp ga đi. Đi bình thường. Đạp ga đi. Đúng rồi. Rồi ga thắng nhẹ lại. Ga thắng nhẹ lại. Mở xi nhan phải cho thầy. Đúng rồi. Ga thắng nhẹ. Tại sao có xe thì chưa qua được. Rồi em đi tiếp. Tắt xi nhan. Đó. Rồi đạp ga lên. Đều. Chút xíu nữa thầy cho đi đi kinh Niêu Lộc luôn. Quà wow, hơi bị căng à. Ha ha ha. Quà mấy cái dỗ khó khó rồi. Trời nó khó luôn, kinh Niêu Lộc nó khó, nó khó mà đi được, đến lúc dễ lại đi được, còn lúc mà dễ đi mà cũng khó là đi không được luôn. Xuống này mượn mượn thầy khác đứng lại. Qua thì chết. Dạ nghiêng qua phải chút ổn mà ngó sau nha. Rồi, ngó trước kìa. Đổ và đó để liếc ở sau ngó trước liền. Mấy anh nông cảm nha, đừng có bóp càng em nha. Rồi thấy cái biển báo không, cấm quay trái, cấm quay đầu, thấy không? Mình chỉ có đi thẳng với quẹo phải thôi. Rồi cái vụ mà bạch vàng này nè, có bạn còn thắc mắc nhiều lắm, cái bạch vàng liền hai bạch đó ha. Yeah. Là bạch này không được phép quay đầu. Yeah. Một bạch liền cũng vậy, không được phép quay đầu ở khu vực đó. Đức Khúc các bạn được quay đầu. À, nhưng các bạn được phép quẹo vô cái hướng những cái trung tâm, những cái nhà ha, những cửa hàng của người ta hay là bên nhà các bạn bên trái, các bạn đi thẳng qua luôn các bạn. Đi vô luôn. Đúng không? Cấm quay đầu tôi quẹo trái được. Không, các bạn lưu ý nha. Không, chẳng hạn như nhà tôi có hẻm bên kia đi, bạch liền như vậy thì tôi băng thẳng qua bên, tôi quẹo qua bên trái là tôi đi qua chui vô hẻm luôn. Có liên quan đâu, có nhiều bạn nói là không được. Thấy không? Nó ngộ vậy ha. Tại vì nó là vạch liền không được đè. Không được quay đầu rồi chứ không được đè thôi. Nó đè là đè sao là các bạn chạy mà đi thẳng á không? Các bạn lấn á, gọi là không được lấn làn đường á, nói chung vậy đó. Còn bây giờ hẻm của tôi bên đây nè, cấm xe tấn mà tôi chui vô nhà tôi anh bển, tôi quẹo trái vô. Có liên quan gì đâu. Dạ. À, mình quay trái đi. Ha. Mình quay trái, mình sẽ đi đi Nguyễn Thị Minh Khai. Và hồi nãy có biển báo cấm không để ý. Ha ha ha. Không có nhà, không có bạn hết thầy. Đi lên sau.
Rồi, về trái giống như chiếc Vios. Rồi, đó, tốt. Lấy nhẹ quá, lấy nhẹ quá chút. Đúng rồi, gà thẳng lại. Đúng rồi, cứ nhích nhẹ dần dần quá. Đừng có đưa đầu ngay đít nó được rồi. Ok. Rồi, nói đùa theo. Tay lái vẫn đánh vô nhẹ. Rồi, tiếp tục. Rồi, em cứ đi bình thường. Mấy anh né ra nhà. Trời ơi, chị này gan quá. Chị này gan quá. Rồi, cái đi tiếp. Này nó không biết sợ luôn. Thành phố là phải chịu thôi. Ừ. Rồi, đi tiếp. Đi mấy cái chỗ này là phải bình tĩnh này. Rồi, đi tiếp. Trời, phải cảm ơn người ta chứ. Ừ. Biết lý do sao không? Người ta sẽ tạo cái điều bất ngờ cho mình. Đúng không? Đúng không? Người ta đã tạo cái điều bất ngờ cho mình để mình xử lý các tình huống. Chứ ai cũng đi đúng rồi sao mình xử lý. Đúng không? Đâu có những cái pha mạo hiểm đâu mình xử lý. Đó là cái vấn đề như vậy. Đừng có mấy bạn chị đó là phải cảm ơn mấy chị đó đó. Rồi, máy đang quá nhiệt các bạn. Để ở trước các ha. Bỏ đèn luôn. Tập bỏ đèn. Gà thắng lại bớt. Tập bỏ đèn. Đó. Tập bỏ đèn. Rồi, dừng ở đây nha. Cái bạch đầu tiên ha. Đó. Ok, rồi dừng lại. Đó, mình tập bỏ đèn. Mình đi được hai làn đường, đường bên đây cũng được, bên đây cũng được ha. Cái máy nó hơi bị nắng á, nó chói vô quá nhiệt. Đó, rồi, ok, em đi tiếp. Đó, thấy không? Lựa chọn những con đường đi về mới xuống, rồi đập ga lên. Đó, tốt. Ở đây mình sẽ phân làn đường nè. Đó, nó cho mình đi được hai làn đường, đúng không? Làn ngoài với làn giữa. Rồi mở xi nhan trái kìa. Rồi, em ngó bên trái có xe không? Có xe đúng không? Có xe từ từ qua, không có mình qua nhẹ nhàng nha. Ừ, rồi, cứ lại lại thôi, ngó trước. Ừ, cứ lại lại rồi đạp ga nhẹ cho thầy đi. Ngó trước luôn, không ngó sau nữa. Ừ. Đó, tiếp tục, em cứ lại lại nhẹ. Đạp ga lên. Đúng rồi. Đó, mình cứ lại lại là người ta sẽ nhường cho mình thôi, nhá không? Ok. Đó. Chút xíu mình vào nhà thờ Đức Bà. Rồi, quẹo xi nhan phải. Ừ. Mình sẽ vô Nguyễn Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Rồi đi tiếp. Em cứ vô bình đường, em cứ vô lại lại vô. Đúng rồi, rồi đạp ga nhẹ. Đạp ga nhẹ. Đúng rồi, em cứ lại lại vô thì xe có máy mới nhường em. Đúng, rồi trả lại lại. Đó, đạp ra nhẹ. Đúng rồi. Ừ, anh ơi sao anh không biết chữ rồi. Tôi để đưa lái mới xin đồng cảm. Mà mấy anh sao ngộ quá. Nhất cái đầu mấy anh thiệt chứ. Sợ mấy anh luôn á. Trời ơi mấy anh biết chữ không. Ta để lái mới rồi. Mai mốt cứ để cái mới nữa rồi đừng có bóp kèn. Khổ thiệt. Rồi tiếp tục. Đó, để hai bên đường bên trái xe đang xuống, thấy không? Em cứ đi thẳng. Chút xíu ra phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Đó, chơi chơi lớn luôn. Tại vì người ta đi bộ mình đi xe. Tối mới cấm nha các bạn. Tối mới cấm, còn ban ngày là không có cấm nha. Để hình dung ra được cho các bạn biết là hình dung là mình đi được hay không, thấy không? Rồi nếu mà em coi bên trái chống xe thì mình chuyển làn qua trái, còn nếu không có em cứ đi làn này cho thầy nha, mình được phép đi hai làn ha. Ok, ổn. Good. Rồi bỏ đèn luôn. Đi ở làng trong ấy, mình sẽ đối phó như vậy với xe máy nhiều. Thấy không? Được không? Ổn không? Căng thẳng mà lên xe tôi là căng thẳng lắm. Lên cái đùa à, khổ lắm. Căng thẳng không nói chuyện với thầy. Căng thẳng lắm rồi. Lên xe mà tôi mà không nói chuyện là không được nha. Phải biết nói chuyện nha. Tập lái xe là phải biết giao tiếp này nọ. Phải không? Nó lì cho bạn biết cách giao tiếp luôn. Để sau này có như mấy bạn chở ba mẹ đi hay chở gì ba mẹ hỏi nó, ba mẹ im đi để cho con tự con chạy.
nó hỏi hoài con không chạy được. Trời ơi khổ lắm, mệt lắm rồi nha, không phải giỡn đâu. Thứ hai nữa, giống như chở khách vậy, khách hỏi ở nhà anh này nọ nọ, mấy anh chị im lặng để tôi tự chạy, tôi chạy nha, anh chị nói quá tôi chạy không được, rồi đố có tiền bo. Bỏ đèn luôn em, bỏ đèn, tập bỏ đèn. Nói chung là mình phải vừa giao tiếp, để mình vừa giao tiếp, mình vừa quan sát, mình vừa xử lý, đó là bài nâng cao các bạn, chứ không phải là các bạn là cứ chạy mà các bạn im lặng, các bạn chạy là không được. À, vui vẻ không quạo, lên xe quạo, tôi thấy đi, tôi đi gáp những ông quạo bà cô, à, nó không được. Chứ đi xe khách như vậy, mấy ông khách chở khách đi quạo lắm, phục vụ người ta. Vui vẻ không bảo hay trẻ không, trẻ không đó, trẻ bố mấy trẻ bằng rồi nhiêu tuổi ta? Dạ em 44 rồi. 44 là 5, 7, 8 hả? Dạ 79 hả? À 79 dạ, đi tiếp làm cái này nhẹ nhẹ đều. Dạ dạ nghi vô nè, mình đang đi làn giữa ha, để bên trái con xe rồi ok tiếp tục. Rồi đây nó làn đường nó mờ đúng không? Rồi cứ đi bình thường, rồi xe nào mà giữ làn đường kêu ra đây chạy, có làn đường đâu thấy mà chạy. Rồi thôi tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có những trải nghiệm mới ha. Lái xe an toàn, mình sẽ ngưng video clip ở đây. Lý do cái video clip cũng dài, ba mấy phút các bạn ha. Mình sẽ ngưng, mình sẽ làm cái clip khác cho bạn nha. Chào tạm biệt mọi người nha.